tối ngày 17 tháng 1, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Ulsan Hyundai. Đây được xem là trận đấu tập quan trọng trước khi đội bóng của huấn luyện viên Chung Ha-seom sang Thái Lan thi đấu với câu lạc bộ Buriram trong khuôn khổ vòng sơ loại AFC Champions League 2020. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có cơ hội thi đấu với đội bóng mạnh ở Hàn Quốc như thế này là khó kiếm. Kết quả trận đấu không quan trọng, tôi sẽ tận dụng trận đấu để chỉnh sửa và kiểm tra đội hình cho trận gặp chủ nhà Buriram United ở vòng sơ loại AFC Champions League 2020 vào ngày 21 tháng 1. Việc cầu thủ ra sân sẽ tùy thuộc vào sức khỏe sau khi bác sĩ của đội thông báo tình hình sức khỏe của Công Phượng cũng như các cầu thủ khác, xem ai có thể ra sân trong trận đấu này, ai có thể đi Thái Lan. Tôi dĩ nhiên muốn Công Phượng được ra sân sớm nhất, nhưng vẫn tùy thuộc vào sức khỏe của cậu ấy, không thể vội được vì dễ xảy ra chấn thương. Công Phượng đã có trận ra mắt câu lạc bộ mới trong trận Thành phố Hồ Chí Minh giao hữu với Cheongnam Dragons của Hàn Quốc. Tiền đạo này có 60 phút thi đấu đầy nỗ lực. Bên cạnh đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng sau khi trở về từ vòng chung kết U23 châu Á cũng sẽ tập luyện và thi đấu cùng câu lạc bộ, dự kiến là từ ngày 18 tháng 1 năm 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.